Xin kính chào các anh chị và các bạn. Cứ đến thứ sáu hàng tuần vào khung giờ 20 đến 21 giờ thì kế toán Việt Hưng sẽ có một cái buổi live stream chia sẻ trao đổi về những cái kinh nghiệm về kế toán đến tất cả mọi người. Thì kế toán Việt Hưng cũng rất vui vì những ngày đầu làm live stream thì đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Thì mình cũng hy vọng là buổi live stream tiếp theo thì sẽ mang đến cho các anh chị và các bạn những kiến thức bổ ích hơn và phục vụ tốt hơn cho công việc kế toán. Trong quá trình live mà có vấn đề gì mọi người thắc mắc hay là cần giải đáp hoặc là đóng góp cho cái buổi live của kế toán Việt Hưng càng ngày càng tốt hơn ý, thì các anh chị và các bạn để lại thông tin ở dưới comment hoặc là inbox đến fanpage của kế toán Việt Hưng để kế toán Việt Hưng có cơ hội được trao đổi cũng như là học hỏi và rút kinh nghiệm nhé. Chủ đề hôm nay thì kế toán Việt Hưng chia sẻ đến các anh chị và các bạn những kiến thức kinh nghiệm về làm kế toán đối với công ty vận tải. Thì những bạn nào mà đang làm kế toán vận tải có nhiều những cái thắc mắc cần giải đáp thì các bạn xem buổi live stream của kế toán Việt Hưng nhé. Mình thấy lượt xem của chúng ta càng ngày càng tăng rồi. Bạn nào có câu hỏi thì các bạn để ở bên dưới comment nhé để mình trao đổi cũng như là giải đáp. Không biết là hiện tại mình nói chuyện như thế này thì mọi người có nghe thấy không nhỉ? Nếu như mà do đường truyền mạng hay là các bạn không nghe thấy thì các bạn để lại thông tin để mình biết và điều chỉnh nhé. Kế toán Việt Hưng thì cũng định live vào thời gian là 8:30 nhưng mà sợ cái thời gian đấy thì mọi người lại muộn quá. Thế nên là vẫn cứ khung giờ từ 20 đến 21 giờ nên là các bạn lưu ý nhé. Có bạn nào mà đang xem livestream của mình? Mình có nhận được tin nhắn của bạn Phúc Hợp Lê. Không biết là bạn có câu hỏi gì về kế toán vận tải hoặc là các cái lĩnh vực liên quan đến kế toán ấy thì bạn đặt câu hỏi ở dưới bình luận và mình sẽ trao đổi với bạn nhé. Chị chào Phương, lâu lắm mới gặp. Phương đi làm công việc thế nào rồi em? Trong quá trình làm việc có cần hỗ trợ gì không nhỉ? Thì liên hệ với bên chị. Mọi người vào xem livestream có câu hỏi gì về kế toán cũng như là kiến thức đối với lại công ty vận tải mà chúng ta có đang thắc mắc thì các bạn để lại thông tin bên dưới nhé. Mình đợi khoảng một lát nữa thì mình sẽ chia sẻ về những cái kinh nghiệm đối với kế toán vận tải. Thứ nhất, cái điều chia sẻ thứ nhất mà mình sẽ chia sẻ tới đây sẽ là những cái hồ sơ chứng từ đối với công ty vận tải đường bộ. Rồi hồ sơ những chứng từ đối với lại vận tải đường biển. Đường biển mình thấy cũng có rất nhiều các bạn cần quan tâm đấy. Bởi vì đường biển thì nó còn liên quan cả đến hải quan nên là nó khá phức tạp. Thứ ba là mình sẽ chia sẻ về các cái nghiệp vụ liên quan đến hạch toán, kế toán đối với công ty vận tải và những cái chi phí liên quan mà làm thế nào để chúng ta đưa vào nó phải hợp lý, hợp lệ. Cuối cùng là sẽ giải đáp những trong cái quá trình mà mình chia sẻ trao đổi thì kinh nghiệm thì mình sẽ giải đáp thêm những cái câu hỏi mà các bạn đặt ở bên dưới. Hiện tại thì mình mới thấy được hai lời chào. Chị chào Linh nhá. Linh hôm nay nghỉ học xem livestream của chị Linh nhá. Cái này thì em học kế toán xây dựng. Nhưng mà chị sẽ nói về kế toán vận tải đấy thì em cũng có thể tìm hiểu thêm được. Còn trong quá trình mà chị dạy cho Linh thì nếu như mà em làm vận tải thực tế cần vấn đề gì hỏi thì Linh cứ hỏi chị nhá. Các bạn lưu ý là mọi bình luận của các bạn ở bên dưới thì đừng đừng để ẩn
Bởi vì để ẩn là mình sẽ không nhìn thấy được bình luận để mình trả lời đâu. Ừ. À, chị chỉ like vào thứ sáu tà 20 giờ đến 21 giờ thôi. Nên là nếu mà thứ sáu mà em không học với chị ấy thì em cứ lên xong rồi theo dõi cái buổi livestream của chị nhá. Xong rồi trong quá trình mà học thì chị em mình có gì không hiểu thì lại trao đổi thêm. Linh này là học rất là chăm mà lại chịu khó, nhận thức nhanh. Chắc chắn là chị sẽ chia sẻ với Linh trong quá trình học nhiều kiến thức. Cái đấy là chị sẽ khẳng định. Ở Linh có bạn bè nào thì tag tên các bạn vào để xem buổi livestream của Kế Toán Việt Hưng Linh nhá. Hôm trước chị quên chưa dặn em. À, bạn Phúc Hợp Lê có câu hỏi gì nhỉ? Bạn đặt câu hỏi đi để mình tư vấn cho. À, có, mình có tư vấn cho mảng thương mại đấy. À, bạn Phúc Hợp Lê ạ. À, bạn cứ đặt câu hỏi đi. À, các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ đặt luôn để mình trả lời cho nhé. Bởi vì nhiều khi cái tin nhắn của mọi người cứ bị trôi đi ấy, nên là mình sẽ phải xem lại đấy, nên là sợ. Chào Facebook Vũ Trường nhá. Dường như bây giờ mọi người với rảnh để theo dõi buổi livestream của Kế Toán Việt Hưng. Quay trở lại với buổi livestream thì mình cũng chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm về kế toán vận tải. Các bạn có câu hỏi thì cứ đặt ở dưới nhá. Đợi lát nữa mình chia sẻ thì mình sẽ trả lời các bạn. Như mình vừa nói ấy, thì nội dung hôm nay mình sẽ trao đổi với các bạn 4 đến 5 vấn đề. Nội dung thứ nhất là hồ sơ chứng từ của công ty vận tải đường bộ thì gồm những cái gì? Thì như các bạn đã biết, vận tải vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ ngày nay thì rất được ưa chuộng vì sự nhanh chóng và tiện lợi. Mọi người gửi hàng thì một thời gian ngắn là đã nhận được ngay rồi. Đấy, do đó là cái lĩnh vực vận tải thì nó rất là quan trọng mà nó cũng thuận tiện. Để mà quá trình vận chuyển diễn ra được thuận lợi, nhanh chóng thì những người làm công tác vận chuyển hay là những người lái xe thì cần phải mang theo một số những cái hóa đơn chứng từ rất là quan trọng. Bình thường như bên mình làm cho một công ty cũng về vận tải, nhưng mà trong quá trình vận tải hàng hóa có một cái công ty không có đầy đủ hóa đơn chứng từ cung cấp cho công ty vận tải này, thế nên là trong cái quá trình vận tải thì nó sẽ vận chuyển nó sẽ có cái sự trục trặc mà dẫn đến là cái người nhận hàng cuối cùng thì rất là chậm, nên là các bạn lưu ý cần phải có những cái chứng từ như sau. Thứ nhất là đối với các giấy tờ xe thì các bạn cần phải có giấy đăng ký xe ô tô, giấy chứng nhận bảo hiểm các loại, giấy chứng nhận kiểm định và dán tem kiểm định. Giấy lưu hành cho xe quá khổ, quá tải nếu có. Sổ nhật trình chạy xe đối với xe khách tuyến cố định. Phù hiệu xe chạy hợp đồng đối với xe khách chạy hợp đồng. Đấy, các bạn lưu ý, vận tải thì ngoài cái việc mà vận tải hàng hóa thì còn có thể có cả vận tải hành khách, nên là tôi cứ nói chung để các bạn là cùng tìm hiểu nhé. Giấy tờ của chủ phương tiện thì bao gồm là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải theo ngành nghề cụ thể. Còn giấy tờ đối với người điều khiển phương tiện thì cần giấy phép lái xe và chứng nhận huấn luyện vận chuyển hàng. À, mình sẽ ngừng lại một chút về cái vấn đề chia sẻ mà khi mình làm thực tế mình sẽ trả lời câu hỏi của anh Nguyễn Tiến Tịnh ạ. À, em có nhận được câu hỏi của anh là công ty anh mới thành lập kinh doanh dịch vụ vận tải, cổ đông công ty có góp vốn bằng xe tải thì cần những chứng từ gì? Anh thấy kế toán làm nhưng mà chưa đầy đủ. Em có thể giải đáp giúp anh được không? Cảm ơn Kế Toán Việt Hưng. Dạ vâng ạ. Đối với câu hỏi của anh Nguyễn Tiến Tịnh thì em cũng xin phép trả lời anh như sau ạ.
đối với chứng từ mà khi cổ đông góp vốn bằng tài sản, cụ thể là xe tải. Bởi vì em biết anh hỏi câu hỏi này là vì là công ty vận tải thì bao giờ cái xe là chính là cái phương tiện chính cũng như là cái chi phí chính liên quan phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Nên thay vì góp vốn bằng tiền thì đa số các công ty góp vốn bằng tài sản cũng giống như công ty anh. Thế thì một để mà góp vốn bằng xe tải nó để ghi nhận được là tài sản cố định thì cần các chứng từ sau. Anh có thể ghi lại để đối chiếu xem kế toán đã phục vụ đã tập hợp đúng hay chưa anh nhé. Thứ nhất là biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh. Thứ hai là hợp đồng liên doanh liên kết. Thứ ba là biên bản định giá tài sản cố định của hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn, hoặc là văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật, chính là cái biên bản định giá tài sản của cố định mà chúng ta thường thuê một cái bên kiểm định để kiểm tra đấy. Thứ ba là kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản đó. Ví dụ khi mà góp vốn bằng xe tải thì cần phải có hóa đơn mua xe, lệ phí trước bạ, rồi chứng từ thanh toán tiền khi mua xe. Đó là các cái chứng từ mà anh cần phải có khi mà công ty có cổ đông góp vốn bằng tài sản anh nhé. Và lưu ý thì theo khoản 7 điều 5 thông tư 219/2013 thông tư của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2013 thì công ty không phải kê khai nộp thuế về tài sản cố định khi có đủ các chứng từ nêu trên anh nhé. Đối với câu trả lời của anh thì của em thì không biết là anh có cái thắc mắc gì không ạ? Nếu có thắc mắc thì anh để lại dưới bình luận để em nhìn thấy và em trả lời cho anh nhé. Dạ Facebook Phúc Hợp Lê em chưa nhận được câu hỏi đâu ạ. Anh có thể đặt lại câu hỏi giúp em ạ. Chị nhận được cái thông tin của Hương Hay Bi. Ở công ty em bình thường thì xuất hóa đơn ghi nội dung là cước vận chuyển theo hợp đồng số ngày tháng 5. Nhưng có một khách yêu cầu em viết hóa đơn với nội dung là vận chuyển sắt thép từ Thái Bình lên Hà Nội thì ghi như vậy có đúng không? Thực ra cái nội dung mà ghi khi mà em xuất hóa đơn đối với công ty vận tải ấy thì mình thể hiện thế nào mà nó thể hiện rõ được cái nội dung mà mình cần cũng như là thể hiện rõ đúng cái nội dung mà nó thuộc cái hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là được. Như ở đây bên mình là công ty vận tải, em xuất vận chuyển vật tư từ Thái Bình lên Hà Nội, như vậy là vẫn được em nhé. Ngoài ra thì mình cũng có hợp đồng đi kèm nên là em cũng có thể ghi theo cước vận chuyển theo hợp đồng số ngày tháng năm như bình thường em vẫn ghi nhé. Mình thấy các bạn đang vào xem buổi livestream của mình rất là nhiều rồi đấy. Các bạn tiếp tục vào xem và chia sẻ những cái livestream của Kế toán Việt Hưng đến bạn bè nhé, để cho mọi người cùng biết đến Kế toán Việt Hưng cũng như là học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Tiếp theo quay trở lại với cái phần mà mình đang chia sẻ thì mình đang chia sẻ đến các cái giấy tờ của chủ phương tiện, là bao gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải theo ngành nghề cụ thể, và giấy tờ tiếp theo là giấy tờ của người điều khiển phương tiện là giấy phép lấy xe và giấy phép lái xe và chứng nhận huấn luyện vận chuyển hàng và các loại giấy tờ khác. Các loại giấy tờ khác thì bao giờ chúng ta cũng phải có. Thứ nhất là hợp đồng vận chuyển. Cái hợp đồng vận chuyển này là cái cam kết thực hiện những thỏa thuận của bên vận tải và bên thuê vận tải bằng văn bản. Hợp đồng vận tải là những chứng từ mà có tính pháp lý dùng để giải quyết các vấn đề tranh chấp có thể xảy ra. Ở trên nội dung của hợp đồng vận tải thì sẽ thể hiện đối với lại công ty mà vận tải hàng hóa thì sẽ thể hiện số lượng hàng hóa này, thời gian, địa điểm nhận hàng, trả hàng và hình thức thanh toán, thời gian thanh toán, cước phí, những thỏa thuận khác về nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm của hai bên. Đó là đối với vận tải hàng hóa. Ngoài ra đối với vận tải hàng hóa thì cần phải ghi rõ thêm là cách xếp dỡ, chằng buộc, chèn lót hàng hóa, quy cách
tính chất hàng hóa, cách phòng hộ dọc đường khi có sự cố, phương thức giao nhận hàng hóa, các điều kiện khác về quản lý thị trường, hải quan và kiểm dịch. Đó là trên hợp đồng vận chuyển cần phải thể hiện những cái yếu tố đó. Thứ hai là giấy đi đường. Giấy đi đường thì dành cho các cái loại xe kinh doanh về vận tải hàng hóa, được cấp cho từng chuyến hàng, từng loại xe để làm chứng từ trong quá trình thực hiện vận chuyển. Đơn vị vận tải thì thường dùng giấy đi đường để giao nhiệm vụ cho người lái xe, hạch toán các chi phí kinh tế, kỹ thuật và theo dõi thời gian cũng như là sự cố xảy ra trên đường. Giấy đi đường là chứng từ để người lái xe giao và nhận hàng hóa trên phương tiện của mình phù hợp với lại giấy gửi hàng cho chủ hàng. Đối với lại cách ghi chép giấy đi đường thì các bạn lưu ý, đối với phần mà do người lập giấy đi đường ghi thì đơn vị vận tải cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, trụ sở chính, số điện thoại và thời hạn giá trị của giấy đi đường. Ghi rõ họ và tên người lái xe, số giấy phép lái xe, trọng tải của xe và rơ móc, số đăng ký xe và rơ móc. Ghi rõ thời gian cấp giấy đi đường, phải có chữ ký của thủ trưởng đơn vị trên giấy đi đường. Tiếp theo là cái phần mà dành cho cơ quan kiểm soát ghi, thì nhân viên thanh tra kiểm soát cảnh sát sử dụng phần này để ghi nhận những điều cần thiết liên quan đến quá trình lưu hành của xe và người lái xe. Tất cả ghi nhận trong giấy đi đường này phải có thời gian và chữ ký cũng như là chức vụ cấp bậc của người quản lý. Đối với cái phần dành cho cơ quan kiểm soát này thì chúng ta không ghi và để trống, để khi nào mà hàng của chúng ta bị dừng và kiểm tra thì bên cơ quan kiểm soát sẽ ghi. Các bạn lưu ý nhé. Còn có phần dành cho người lái xe ghi thì người lái xe ghi những lý do sự cố trên đường liên quan đến quá trình thực hiện vận tải. Ví dụ như là không tìm thấy chủ hàng hay là xe hỏng phải quay về. Bên cạnh đó thì người lái xe cũng ghi số hóa đơn xuất hàng, chỉ số đồng hồ cây số khi rời đơn vị và khi về đến đơn vị, phiếu xuất kho và giấy gửi hàng kèm hóa đơn vận chuyển. Ở nơi gửi hàng thì cần phải ghi rõ địa điểm giao, nhận và trả hàng, tên hàng vận chuyển, khối lượng vận chuyển. Đối với lại cái giấy đi đường này thì mỗi một công ty sẽ có một cái mẫu. Nếu như mà các bạn cần mẫu thì các bạn bình luận email ở bên dưới để kế toán Việt Hưng sẽ gửi cho các bạn cái mẫu giấy đi đường nhé. Các bạn truy cập vào Facebook fanpage của kế toán Việt Hưng, khi nhìn thấy live stream thì các bạn bình luận cũng như là chia sẻ buổi live stream của kế toán Việt Hưng để mọi người cùng biết và cùng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm nhé. Bạn nào mà bình luận email ở bên dưới của video này thì sau buổi live stream bên mình sẽ gửi tặng cho các bạn một khóa tự học về kế toán vận tải để các bạn tìm hiểu thêm về lĩnh vực vận tải khi mà kế toán Việt Hưng đào tạo nhé. Các bạn để bình luận email ở bên dưới nhé. Bạn nào có câu hỏi về lĩnh vực vận tải hay là lĩnh vực khác thì các bạn bình luận ở bên dưới để mình hỗ trợ và giải đáp. Chủ đề hôm nay thì là về giải đáp hỗ trợ nghiệp vụ kế toán đối với công ty vận tải. Nhưng mà bạn nào mà để các cái bình luận về cái lĩnh vực khác thì bên kế toán Việt Hưng cũng vẫn trao đổi và chia sẻ. Mình đang thấy lượt view của chúng ta càng ngày càng tăng rồi. Các bạn tích cực like và chia sẻ để bạn bè của các bạn cũng đều biết đến kế toán Việt Hưng, rồi cũng biết được về những cái kinh nghiệm mà kế toán Việt Hưng chia sẻ trong từng buổi live stream. Đương nhiên thì trong một buổi live stream có một tiếng thôi, nhưng mà kế toán Việt Hưng cũng không thể nào mà chia sẻ hết được những cái kinh nghiệm. Thì
đối với lại những cái buổi livestream sau thì Kế toán Việt Hưng cũng sẽ biên tập và chia sẻ dần dần đến các bạn. Nếu như mà bạn nào mà có thiện chí mà làm về kế toán, muốn công việc của mình nó ổn định hơn thì các bạn thường xuyên theo dõi và xem livestream của Kế toán Việt Hưng nhé. Việc chia sẻ cái buổi livestream của Kế toán Việt Hưng thì cũng có thể giúp cho tất cả mọi người về kế toán đều biết đến cái kinh nghiệm mà làm việc của kế toán, cũng như là biết về đến các cái lĩnh vực kế toán, bởi vì Kế toán Việt Hưng là đơn vị đào tạo đa ngành nghề chuyên sâu về từng lĩnh vực, nên là trong các buổi livestream sẽ chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm. Mỗi một buổi livestream thì chia sẻ về một cái nội dung khác nhau, một loại hình khác nhau, nên là các bạn thường xuyên theo dõi buổi livestream nhé. À, mình có nhận được email của bạn Nguyễn Hồng Nhung. Bạn Nguyễn Hồng Nhung, sau buổi livestream này thì bên Kế toán Việt Hưng sẽ liên hệ với bạn để gửi cho bạn cái chương trình khuyến mại như mình đã nói nhé. À, cả bạn Kiều Anh, Trần Thị. Các bạn để email ở đây rồi và chúng ta nhắn tin số điện thoại vào inbox của Kế toán Việt Hưng để Kế toán Việt Hưng sẽ liên hệ. Khi mà yêu cầu các bạn xác nhận tài khoản để cấp quyền ấy thì phải liên hệ để trao đổi với các bạn để bên mình mới cấp được quyền. Do đó các bạn bình luận email ở bên dưới rồi nhưng mà inbox vào Kế toán Việt Hưng số điện thoại nhé. Chắc chắn là các bạn để lại email là sẽ được chương trình khuyến mại rồi. Nên là các bạn yên tâm. Chị có nhận được cái bình luận của em của Facebook Nguyễn Thị Thúy An. Chị ơi, cho em hỏi, em mới vào công ty này làm mà em thấy hồ sơ thiếu nhiều lắm, lại chưa có kinh nghiệm nên em không biết lấy bàn giao những hồ sơ gì từ kế toán cũ hả chị? Em An là chắc đang là chuẩn bị làm vào công ty vận tải đúng không em? Nếu như mà em làm ở trong công ty vận tải ấy thì để mà có được một bộ hồ sơ đầy đủ khi mà em nhận bàn giao công việc mới thì như bên chị vẫn đang làm cũng như là sắp xếp hồ sơ chứng từ thì trước tiên em phải có một bộ báo cáo tài chính của năm trước là báo cáo tài chính chuẩn. Bộ báo cáo đấy thì sẽ bao gồm báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và đặc biệt là phải có bảng cân đối tài khoản để sau này căn cứ vào bảng cân đối tài khoản chúng ta nhặt số dư lên số dư đầu kỳ của năm sau. Thứ hai là em cần phải có bảng theo dõi, có sổ tổng hợp công nợ phải thu 131 và tổng hợp công nợ phải trả 331. Thứ ba là phải có sổ theo dõi công cụ dụng cụ của cuối năm trước. Thứ tư là sổ khấu hao tài sản cố định thể hiện nguyên giá, thời gian sử dụng, ngày bắt đầu sử dụng, rồi hao mòn lũy kế để sau này em có số liệu để nhập lên đầu kỳ của năm sau. Thứ năm là nếu như mà có tồn kho vật tư với số lượng ít hay nhiều thì em cũng phải có bảng tổng hợp nhập xuất tồn để em có số liệu nhập lên số dư đầu kỳ. Ngoài ra thì em cần phải bàn giao thêm các sổ sách như là sổ chi tiết các tài khoản ở công ty có phát sinh những tài khoản nào thì em kiểm tra những tài khoản đó. Ngoài ra thì cần phải có sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng. Đấy, đó là những cái sổ sách mà em cần phải cập nhật khi mà em nhận bàn giao từ kế toán trước. Ngoài ra thì em cần phải bàn giao thêm là hợp đồng lao động. Nếu như mà nhân viên lao động lâu dài ấy của công ty thì em phải có hợp đồng lao động của nhân viên đó. Không sau này kế toán nghỉ, em không tìm được hợp đồng thì em phải ngồi làm lại hợp đồng thì rất là mất thời gian. Đó là những cái chứng từ mà cần khi nhận bàn giao
từ kế toán cũ. Bạn em ăn nhé. Đối với lại cái câu trả lời của chị thì không biết là em đã nghe thấy chưa? Và nếu như mà em đã thấy rồi ấy thì có gì thắc mắc nữa thì em sẽ để lại bình luận ở bên dưới nhé, để chị giải đáp thêm cho. Chào bạn Hà Quỳnh Sang. Mình có nhận được câu hỏi của bạn là cho em hỏi công ty xây dựng nhưng có một xe ô tô chạy xăng thì em cần phải làm hồ sơ những gì để đưa chi phí xăng và làm chi phí hợp lý được ạ? Ở đây bên bạn Sang là xe chạy xăng thì chắc là xe dùng cho bộ phận văn phòng đúng không? Và nếu như mà kể cả là chạy xăng hay dầu mà dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ấy thì bạn cần phải có cái bảng kê. Bảng kê này là thể hiện cái thứ nhất, nếu như mà xe dùng cho giám đốc đi công tác chẳng hạn thì bạn phải có bảng kê thể hiện cái cung đường di chuyển của giám đốc là từ địa điểm đi đến địa điểm đến, và căn cứ vào cái định mức nhiên liệu, tiêu hao nhiên liệu của từng loại xe để mình đưa ra cái định mức cung đường, để đưa ra cái định mức số lít chạy xe cho từng cung đường. Đấy. Thứ hai nữa là bạn cần phải có hóa đơn mua xăng, và thứ ba là cần phải có chứng từ thanh toán. Thứ tư là những cái chi phí đấy phải nằm ở trong cái quy chế của công ty. Quy chế của công ty thì mình có ghi là những cái chi phí mà phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như là chi phí xăng xe, điện thoại hay là chi phí tiếp khách. Đấy, thì những cái chi phí đấy mình ghi ở trong quy chế của công ty thì sau này sẽ được ghi nhận là chi phí hợp lý. Đối với cái câu trả lời của mình thì không biết là bạn Hà Quỳnh Sang có đang theo dõi tiếp buổi livestream này không? Và nếu như mà bạn đang theo dõi thì bạn phản hồi ở bên dưới cho mình là cái câu trả lời của mình như thế đã đầy đủ hay chưa ấy, mà bạn có vấn đề gì mà cần thắc mắc không nhé. đúng rồi đấy, thì mình cũng nói luôn cả hai trường hợp mà xe chạy cho giám đốc với lại là nếu mà xe là chạy cho phục vụ cho công trường, ví dụ như là dầu chạy máy chẳng hạn ấy, thì bạn Hà Quỳnh Sang cũng lưu ý nhé. Có nhiều những cái bình luận, bên mình có nhiều bình luận lắm mà mình thấy nó trôi rất là nhanh. Nên là có thể là có những cái bình luận mà các bạn bình luận mình chưa xem kịp ấy. À, bạn Sang ạ, xe xếp đi hàng ngày thì vẫn phải có cái nhật trình nhá. Cũng tùy theo từng chi cục thuế, có chi cục thì người ta rất là khó, nhưng mà có chi cục thì người ta cũng chỉ cần chứng từ thanh toán và hóa đơn thôi. Nhưng mà để mà làm chính xác chuẩn thì mình cần phải có cái bảng nhật trình đấy, chính là cái bảng kê mà như mình vừa nói ấy. Nếu mà bạn muốn có cái mẫu ấy thì bạn bình luận cái email ở bên dưới. Để mai bên mình sẽ gửi cho bạn cái mẫu về cái nhật trình xe nhá. Các bạn bình luận email ở bên dưới để nhận chương trình khuyến mại thì các bạn bình luận email đúng nhá, để tránh trường hợp kế toán Việt Hưng mất thời gian cấp quyền cũng như là gửi cho các bạn. Và các bạn phải nhớ là bình luận mail ở bên dưới và bình luận số điện thoại inbox vào fanpage của kế toán Việt Hưng nhá. Chúng ta xem và chia sẻ những cái buổi livestream này đến tất cả mọi người để cho những cái người mà đang làm về kế toán biết được, để học hỏi thêm cũng như trao đổi kinh nghiệm các bạn nhé. Các bạn nhớ bình luận cả inbox vào fanpage của kế toán Việt Hưng cái số điện thoại nhé. Tiếp theo thì mình cũng chia sẻ về những cái kinh nghiệm tiếp. Vừa rồi thì mình có nói với các bạn là về giấy đi đường là các cái chứng từ cần thiết đối với lại người lái xe cũng như là đối với lại công ty vận tải. Tiếp theo thì mình trao đổi về cái phiếu thu cước. Phiếu thu cước là những cái chứng từ gốc dùng để phản ánh kết quả kinh doanh vận tải. Chúng ta sử dụng cái phiếu thu cước này để làm chứng từ thu chi cước vận chuyển và dịch vụ, tính giá trị vận chuyển, dịch vụ thành tiền, kiểm tra các hoạt động vận chuyển
hàng hóa, dịch vụ đã hoàn thành, hạch toán kết quả quá trình vận chuyển hàng hóa. Ở phiếu thu cước thì do đơn vị vận tải lập và người lập phiếu thu cần phải có trách nhiệm. Thứ nhất là phải ghi đúng, đủ và chính xác nội dung các mục, đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm về cái việc ghi chép của mình. Chủ hàng sẽ sử dụng cái phiếu thu cước để làm chứng từ xuất trả tiền cho đơn vị vận tải và xác nhận rằng công việc vận chuyển và dịch vụ đã hoàn tất. Nên cái phiếu thu cước cũng là một trong những cái chứng từ quan trọng để chúng ta phản ánh và ghi nhận doanh thu. Thứ tư là chứng từ tiếp theo quan trọng nữa là giấy gửi hàng. Đơn vị kinh doanh vận tải thì sẽ sử dụng giấy gửi hàng để làm minh chứng cho công việc vận chuyển hàng hóa đã hoàn thành. Giấy gửi hàng thì có thể thay thế cho hóa đơn hay là phiếu xuất kho. Giấy gửi hàng thì còn là những cái chứng từ pháp lý về hàng hóa được chở trên xe. Đối với bên gửi hàng thì theo thông tư số 94/2003 gạch ngang TTL thì hàng hóa trên đường vận chuyển thì phải có hóa đơn chứng từ kèm theo để chứng minh nguồn gốc hàng hóa là hợp pháp ngay tại thời điểm kiểm tra. Nếu như mà chúng ta không có đầy đủ những cái chứng từ nêu trên thì trong cái quá trình mà các bạn vận chuyển hàng hóa đi từ điểm xuất phát đến điểm đến, trong quá trình vận chuyển mà chúng ta gặp thanh tra hoặc bị kiểm tra mà không chứng minh được những cái xuất xứ của hàng hóa, không có giấy từ hợp lý hợp lệ thì đương nhiên là cái quá trình vận chuyển của các bạn sẽ gặp trục trặc. Đấy, do đó thì các bạn cần phải lưu ý đối với lại công ty vận tải đường bộ thì cần phải có những chứng từ mà mình vừa chia sẻ nhé. Mình có nhận được cái bình luận của bạn Văn Đạt. Em vừa ra trường chả biết gì luôn, nản quá chị ạ. Đối với lại công việc của kế toán thì thực ra nó cũng không phải là quá phức tạp hay là quá khó khăn đâu. Nên là khi mà em đã xác định là em học cái chuyên ngành kế toán thì em nên đặt niềm tin và hy vọng cũng như là tự tin để làm kế toán em ạ. Không có gì là phải nản cả. Còn nếu như mà cảm thấy khó quá mà vẫn chưa hình dung ra được là em cần phải làm những gì khi mà em bắt tay vào một công việc của kế toán thì em có thể liên hệ đến Kế toán Việt Hưng theo số điện thoại 0988 680 223 hoặc 0912 929 959 để bên chị trao đổi cũng như là làm công tác tư tưởng cho em nhé. Dạ em chào Facebook Trần Văn Thiên ạ. Bên em anh có hỏi là bên em có nhận làm báo cáo không? Anh đang làm công ty xây dựng. Dạ vâng ạ, bên em thì là công ty mà đa lĩnh vực, vừa làm dịch vụ kế toán, vừa đào tạo kế toán đối với những bạn mà chưa biết gì họ về kế toán hoặc là muốn trao đổi, trau dồi kinh nghiệm. Đấy, thì nếu như mà anh có nhu cầu về làm kế toán, làm dịch vụ kế toán đối với công ty xây dựng thì anh sẽ inbox số điện thoại vào inbox của Kế toán Việt Hưng để bên em liên hệ và trao đổi cụ thể với anh về cái vấn đề làm dịch vụ kế toán anh nhé. Vừa rồi mình có nhìn thấy nhiều bình luận lắm mà giờ nó ẩn đâu hết rồi ta? Cái buổi livestream của Kế toán Việt Hưng thì diễn ra trong vòng 1 tiếng từ 20 đến 21 giờ các ngày thứ hai, thứ ba và thứ sáu. Nên các bạn nhớ theo dõi buổi livestream của Kế toán Việt Hưng và khi các bạn theo dõi thì các bạn chia sẻ cho các bạn bè khác cũng làm về kế toán để các bạn biết về Kế toán Việt Hưng cũng như là hiểu hơn về kinh nghiệm của kế toán nhé.
Có nhiều bình luận của các bạn bình luận đấy, nhưng mà nó bị trôi, mình chưa kịp trả lời đâu. Thì sau cái buổi livestream này thì mình sẽ ngồi rip lại cho các bạn nhé. À, chị có thấy một câu hỏi của em Hương, em lại hỏi tiếp câu hỏi thứ hai là chị cho em hỏi thủ tục về thanh lý tài sản xe ô tô của công ty có bắt buộc xuất hóa đơn đúng bằng giá trị còn lại hay xuất cao hơn được không? Nếu bên mua không yêu cầu xuất hóa đơn thì xử lý thế nào ạ? À? Đối với công ty mà có việc thanh lý tài sản cố định thì em cần phải có đầy đủ các chứng từ cho việc thanh lý, ví dụ như là biên bản thanh lý, biên bản đánh giá lại tài sản cố định, rồi hóa đơn đầu ra, chứng từ thanh toán. Đối với lại việc xuất hóa đơn cho cái việc bán thanh lý thì em nên căn cứ vào cái giá trị còn lại khi mà em đánh giá lại tài sản cố định nhé. Nếu như mà em xuất thấp hơn cái giá trị còn lại thì sau này cơ quan thuế sẽ cho rằng là chúng ta trốn doanh thu, nên để mà xuất hóa đơn hợp lý thì em nên xuất bằng hoặc là lớn hơn cái giá trị còn lại một chút. Bên mua không yêu cầu xuất hóa đơn thì em sẽ ghi giảm và ngừng không khấu hao nữa. Coi như là em sẽ bị mất cái chi phí, và cái chi phí đấy sẽ bị gạt ra khi mà em quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Cái chi phí này chính là cái việc mà sau khi em đánh giá lại tài sản cố định thì sẽ làm giảm nguyên giá tài sản, làm giảm hao mòn 214 và tăng cái giá trị còn lại chính là 811. Nếu như em không xuất hóa đơn mà em ghi giảm thì cái chi phí 811 đấy sau này em sẽ bị gạt ra, bởi vì là em không có xuất đầu ra. Thì không biết là câu trả lời như vậy thì Hương có hài lòng không nhỉ? À, em có nhận được câu hỏi của chị Thu Hà Nông. Công ty chị đang làm vận tải hàng hóa, có nhiều chứng từ cước đường bộ nhưng chị chưa biết sắp xếp và hạch toán thế nào vì chị mới làm về lĩnh vực này. Em có thể giải đáp giúp chị được không? Chị cũng đang có ý định tham gia khóa học kế toán vận tải bên em. Chị theo dõi bên em cũng khá lâu rồi, thấy kinh nghiệm rất chắc. Chị cảm ơn em. Dạ vâng, em cảm ơn chị có nick Facebook là Thu Hà Nông. Cảm ơn chị đã thường xuyên theo dõi kênh YouTube, Facebook cũng như là trang web của Kế Toán Việt Hưng ạ. Đối với cái kinh nghiệm của bên em thì chắc chắn là kinh nghiệm từ lâu năm và chuyên về từng lĩnh vực rồi ạ. Nên nếu chị có tham gia khóa học ấy thì bên em cũng sẽ hỗ trợ và giải đáp nhiệt tình cũng như là trao đổi kinh nghiệm cho chị ạ. Còn đối với cái câu hỏi chị hỏi là công ty chị có phí cước đường bộ, chị chưa biết sắp xếp và hạch toán thế nào, thì em cũng chia sẻ là đối với cái cước đường bộ của công ty vận tải thì rất là nhiều. Một chuyến hàng thì chúng ta đi thì qua rất là nhiều bốt kiểm soát. Do đó, để mà sắp xếp được những cái chứng từ cước vận chuyển này ấy, thì chị nên sắp xếp theo từng tháng hoặc là theo từng quý. Nếu như mà chị sắp xếp theo từng tháng, từng quý thì chị nên để các cái mệnh giá của các cái cước vận chuyển này theo từng loại, sau này để chị hạch toán cho dễ. Thứ hai nữa là nếu như đối với lại cước phí đường bộ mà có cái giá trị đã bao gồm thuế thì chị cần phải tách thuế ra. Khi hạch toán thì chị phản ánh cái chi phí là cái chi phí trước thuế. Bởi vì là cái cước đường bộ ấy nó cũng là cái chi phí hợp lý mà được hạch toán phản ánh vào thuế đó, nên là chị cần tách thuế ra để chị ghi nhận thuế giá trị gia tăng, bởi vì cước đường bộ nó cũng khá nhiều mà. Nếu như mà chị tập hợp cho từng công trình thì từng xe thì chị cũng nên để riêng ra. Chị để riêng ra so là cước đường bộ của từng xe này, từng mệnh giá này, rồi từng quý. Đó là cái cách sắp xếp chứng từ, và chị kẹp nó vào một file.
để tránh trường hợp chị kê khai rồi xong rồi chị lại hạch toán tiếp, như vậy là chị bị hạch toán rất là nhiều lần. Còn đối với cái việc hạch toán cước đường bộ ấy thì chị cứ phản ánh thẳng vào chi phí của dịch vụ vận tải và chị tập hợp cho đầu xe nào thì chị nhớ chọn đầu xe đó để sau này chị tính giá thành cho dễ chị nhé. Còn ở đây chị có bảo là chị có nhu cầu học về khóa vận tải bên em ấy, thì khi mà chị tham gia khóa học thì giáo viên bên em sẽ chỉ rõ hơn cho chị về cái vấn đề chuyên sâu của vận tải chị nhé. Không biết câu trả lời của em như vậy thì chị Hà có nghe được không ạ? Nếu mà chị nghe được ấy thì chị bình luận ở bên dưới. Có thắc mắc gì thì chị phản hồi để em nắm bắt và giải đáp thêm cho chị ạ. Quay lại cái câu hỏi của bạn là Hà Quỳnh Sang, bạn có trao đổi thêm là em muốn đơn giản nhất thì chỉ ghi trong quy chế chỉ tiêu ghi rõ mục xăng trong tháng định mức từ bao nhiêu đến khoảng bao nhiêu được không ạ? Trong quy chế bạn ghi như vậy cũng được bạn Sang nhé. Còn để cụ thể hơn thì bạn có thể làm thêm một cái bảng kê chi tiết để sau này mình chứng minh. Khi các bạn theo dõi cái buổi livestream của Kế toán Việt Hưng thì các bạn đừng quên like và chia sẻ kênh Facebook cũng như là cái video của buổi livestream này đến tất cả mọi người nhé. Bạn nào để bình luận email ở bên dưới thì chắc chắn là Kế toán Việt Hưng sẽ gửi cho các bạn những cái phần quà sau cái buổi livestream này liên quan đến kế toán vận tải. Mình có nhận được cái câu hỏi của Facebook Khánh Nam Đoàn. Chị ơi, học sản xuất giờ học phí thế nào ạ? Có phải bạn Khánh Nam Đoàn đang muốn tham gia khóa học thực hành kế toán sản xuất đúng không bạn? Đối với lại khóa học kế toán sản xuất thì học phí cố định ở trên website của Kế toán Việt Hưng. Bạn truy cập vào website kế toánviethưng.vn và click vào học phí của các khóa học để mình xem được cái nội dung của khóa học kế toán sản xuất cũng như là cái mức học phí nhé. Và để biết được cụ thể thì mình sẽ inbox cho bạn nội dung cụ thể và cái mức học phí phù hợp với bạn. Các bạn nhớ là chúng ta muốn nhận được cái phần quà của Kế toán Việt Hưng sau buổi livestream này thì các bạn bình luận ở bên dưới email, chia sẻ cái buổi livestream này cho bạn bè và các bạn inbox vào cái fanpage của Kế toán Việt Hưng cái số điện thoại của các bạn nhé. Khi thực hiện đầy đủ 3 bước đấy, Kế toán Việt Hưng sẽ liên hệ để gửi cho các bạn những cái phần quà phục vụ cho cái công việc của kế toán. Mình lại nhận được cái câu hỏi của bạn Khánh Nam Đoàn. Bạn hỏi giống cái câu hỏi của chị có Facebook là Thu Hà Nông đấy. Bên em có rất nhiều vé cầu đường mà giờ hạch toán lẻ tẻ từng vé thì rất là lâu. Chị có cách nào tư vấn giúp em trường hợp này không? Thì như mình cũng vừa trao đổi đấy, là để mà hạch toán được cái vé cầu đường được đầy đủ và chính xác ấy thì mình nên sắp xếp vé theo từng loại vé và theo từng đầu xe, nếu như mà mình muốn theo dõi từng đầu xe. Khi hạch toán thì nhớ tách cái thuế ra khỏi cái giá trị của vé, bởi vì thường cái vé cầu đường ấy thì cái giá trị của nó đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng 10% và ở bên dưới vé có ghi là giá đã bao gồm thuế, nên là các bạn nhớ tách ra nhé. Và nên tập hợp theo từng vé thì nên tập hợp theo từng loại, theo từng quý. Để tránh trường hợp là chúng ta hạch toán kê khai rồi nhưng mà lại kê khai tiếp.
Có nhiều câu hỏi của các bạn chắc chắn là đã đặt ở bên bình luận của Kế toán Việt Hưng rồi, nhưng mà nó trôi đi mình chưa tìm được ấy. Thì khi nào mà cuối cái buổi livestream này, Kế toán Việt Hưng sẽ reply lại cho các bạn nhé. Ở khi chúng ta xem cái buổi livestream của Kế toán Việt Hưng thì các bạn chia sẻ đến các bạn bè cũng như là trong các hội nhóm về kế toán để cho mọi người cùng biết và cùng tham gia và học hỏi nhé. Bây giờ mình có một cái thông tư văn bản mới được cập nhật. Mình vừa mới nhận được một cái văn bản mới nói về lĩnh vực vận tải. Từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2020, xe tải dưới 1,5 tấn không còn là xe con. Nên các bạn lưu ý. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ ban hành kèm theo thông tư 54/2019, thông tư của Bộ Giao thông Vận tải ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải. Cụ thể, điểm 3.23 điều 3 của quy chuẩn nêu rõ xe ô tô con, thường gọi là xe con, là xe ô tô được xác định theo giấy chứng nhận kiểm định xe an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để chở người không quá 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ người lái. So với quy định hiện nay thì quy định này là loại xe tải dưới 1,5 tấn ra khỏi cái danh sách xe con. Bởi theo quy chuẩn 41/2016 của Bộ Giao thông Vận tải đang áp dụng thì xe con còn bao gồm cả xe ô tô chở hàng với khối lượng chuyên chở dưới 1,5 tấn. Tương tự như vậy thì với xe bán tải, xe pick up, quy định mới cũng đã hạn chế số lượng xe được xem là xe con hơn rất nhiều. Cụ thể, từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2020, khi thông tư có hiệu lực thì chỉ những xe bán tải, xe pick up có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 950 kg hoặc xe ba bánh có khối lượng bản thân lớn hơn 400 kg mới được gọi là xe con. Còn đối với lại hiện nay thì dòng xe đang có khối lượng chuyên chở cho phép theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường dưới 1.500 kg, tức là xe 1,5 tấn và có 5 chỗ ngồi trở xuống đã được xem là xe con. Do đó các bạn lưu ý, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 thì những loại xe tải mà từ 1,5 tấn trở lên thì sẽ là xe tải chứ không còn là xe con nữa. Nên các bạn lưu ý trong dịch vụ vận chuyển hàng hóa đối với những cái công ty mà vận tải nhỏ lẻ. Mình có đang nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn để ở bên dưới. Mình sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi của các bạn nhé. Các bạn khi xem buổi livestream này thì các bạn chia sẻ tới bạn bè cũng như là trong hội nhóm về kế toán nhé, để mọi người cùng biết. Mình có nhận được một cái câu hỏi của Facebook Đạt Vũ. Chị ơi, hiện tại sếp em đang có một công ty vận tải đường bộ, các đầu xe là xe tải.
Sắp tới sếp lại muốn mở một công ty về vận tải hành khách. Vậy đối với vận tải hành khách taxi có khác gì với vận tải hàng hóa hay không? Thực ra thì cái quy trình và cái cách làm đối với cái lĩnh vực vận tải thì nó là như nhau, nhưng nó sẽ có sự khác biệt ở cái thứ nhất là đối với lại công ty vận tải về đối với loại hình vận tải taxi thì có rất nhiều đầu xe. Và cái khác biệt thứ hai là xe chạy taxi thì thường là sẽ chạy bằng xăng. Còn xe tải thì với cái trọng lượng lớn thì thường sẽ chạy bằng dầu, nên là bạn chú ý về cái định mức nguyên vật liệu đối với lại hai loại hình taxi và vận tải hàng hóa bạn nhé. Không biết là bạn có Facebook Đạt Vũ đã nhận được cái câu trả lời của mình chưa nhỉ? Nếu như mà bạn nhận được rồi, có vấn đề gì thắc mắc ấy thì bạn bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn bạn Hà Quỳnh Sang đã theo dõi cái buổi livestream của mình từ đầu đến giờ. Thì trong quá trình mà bạn Sang làm việc, có vấn đề gì mà cần thắc mắc hay hỗ trợ thì bạn có thể liên hệ trực tiếp đến fanpage của Kế toán Việt Hưng bạn Sang nhé. Buổi livestream của Kế toán Việt Hưng thì diễn ra trong vòng 1 tiếng, từ 20 giờ đến 21 giờ. Nên thời gian buổi livestream thì cũng sắp là kết thúc. Các bạn nào mà đang theo dõi livestream có câu hỏi về kế toán thì các bạn đặt câu hỏi ở bên dưới để mình trao đổi và chia sẻ. Còn nếu như bạn nào mà chưa kịp chia sẻ trong thời gian này thì khi mà xem buổi livestream tiếp theo, hoặc là các bạn xem lại buổi livestream của mình, thì các bạn để bình luận ở dưới và Kế toán Việt Hưng sẽ trả lời các bạn ngay. Mình có nhận được rất nhiều email của các bạn bình luận ở bên dưới để nhận cái phần thưởng, nhưng các bạn lại chưa inbox vào fanpage của Kế toán Việt Hưng. Số điện thoại của các bạn để bên mình liên hệ chủ động. Thì bạn nào mà đang xem livestream mà chưa bình luận và chưa inbox vào fanpage của Kế toán Việt Hưng số điện thoại thì các bạn làm thêm một bước nhé để nhận được phần quà của Kế toán Việt Hưng sau buổi livestream này. Các bạn xem buổi livestream của Kế toán Việt Hưng thì nhớ chia sẻ đến các bạn bè và những hội nhóm có liên quan đến kế toán để cho mọi người cùng biết đến Kế toán Việt Hưng, cũng như là cùng học hỏi và trao đổi chia sẻ thêm kinh nghiệm. Và Kế toán Việt Hưng thì chắc chắn là càng ngày sẽ càng mang đến cho các bạn những cái nội dung cũng như là cái kinh nghiệm rất là bổ ích phục vụ cho công việc của kế toán. Và Việt Hưng thì cũng sẵn sàng tiếp nhận những cái ý kiến đóng góp từ các bạn xem buổi livestream cũng như là tìm hiểu về kế toán Việt Hưng để kế toán Việt Hưng hoàn thiện hơn cũng như là tiện hỗ trợ cho mọi người trong quá trình làm việc. Thì các kênh hỗ trợ hoặc là phản ánh về kế toán Việt Hưng thì các bạn có thể inbox trực tiếp đến fanpage của Kế toán Việt Hưng, hoặc là các bạn liên hệ đến Zalo số điện thoại 0988 680 223 hoặc 0912 929 959 để bên mình tiếp nhận những cái ý kiến đóng góp và trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp đến các bạn nhé. Tất cả các cái câu hỏi bình luận của mọi người ở bên dưới, nếu như mà mình chưa trả lời kịp thì mình sẽ inbox lại cho các bạn để các bạn có thể nắm được tình hình cũng như là cái câu trả lời mà Kế toán Việt Hưng trả lời đến các bạn nhé.
Đấy, buổi live stream của Kế toán Việt Hưng thì cũng sắp kết thúc rồi. Thì không biết là các bạn có câu hỏi gì mà cần hỏi nữa không nhỉ? Buổi live stream thứ ba tuần tới thì Kế toán Việt Hưng sẽ gửi đến cho các bạn về những cái kinh nghiệm kế toán đối với lại công ty sản xuất. Nên các bạn nhớ đặt lịch và theo dõi cái buổi live stream của Kế toán Việt Hưng do chị Cao Lam live trực tiếp và trò chuyện với các bạn nhé. Hiện tại thì mình cũng đang thấy có rất là nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ, nhưng mà thời hạn live stream của Kế toán Việt Hưng đã kết thúc. Hẹn là các bạn ở buổi live stream tiếp theo. Mọi thông tin liên hệ thì các bạn sẽ liên hệ đến Kế toán Việt Hưng theo số hotline 0988 680223 nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi live stream của Kế toán Việt Hưng. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Cảm ơn các bạn.